mấy cái cây to này phải cẩn thận mới được, phải phần ngoài trống không mình không nói, lỡ mình nó nghiêng qua nhà mồ bên kia cái là rồi luôn. Giờ chú tôi không thấy gì nữa, cũng trần cái cây bà đằng này nữa mà, bà đằng này cực kỳ khủng luôn mà, gốc này nhìn nó lên trời dơ chính luôn nha bạn. Cái này phải cho bên từ thiện nha bạn, cho bên từ thiện không cho mé đi, mé thì sợ cái nhánh rớt xuống đập vô mai của người ta, bên kia thì nguyên cái nhà mồ luôn nha bạn. Để mình qua mình quay cho bạn. Gốc luôn rồi. Trên 150 luôn. 160, 170. Gốc luôn. Hải hụn gốc luôn. Cao gì đâu mà. Nó hơi đổ về bên chỗ mình đứng rồi. Còn bên đây thì có nhà mồ, hai ba nhà mồ đây. Đây là mai mà. Đây chữ thôi. Cho nên ta cho mà ta không cho mé nha. Cây thì nó có khoảng trống ra bên đây nha, anh Phương biết cái tự nên thấy ghê nè, kéo như cây ra đó đó, quá trời cái cây luôn. Cái cây nó cũng cũng mấy trong bờ nữa mà. Cưa cây đó tôi cưa nè. Trời chú Tư thấy dây lên dính rồi. Mình làm dính dây chẳng rồi đó. Xong trần mình kéo dây lớn lên trần nha. Rồi, hết xăng hả? Kỳ á. Ah.
không à? Đó nghe 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 bọc rồi. Hùng dinh mặt đất luôn. Cắt cây này không? Hết thế cái cây rồi bà ơi. Mình ra không kịp nữa bà. Cắt cây này không? Để cây ra 2 năm sau hả cắt. Rồi vậy sao không được chứ.
Ôi rồi cái cây bọng ha, quá tụi nó bị bọng. Bỏng hơi rồi nè, làm như mà mối ăn bọng lên chắc chút. Rồi. Đi mà cắt mấy cây kia kìa, cây kia đúng gió đó kìa. Rồi mấy nó ra cầu chúng nhau ra nó làm luôn. Rồi vậy là xong hết rồi mà. Mình để là nguyên cây cho mấy ảnh nha. Mình xin kết thúc video đây nha. Hẹn qua video sau nha. Bye bye các bạn nha. Cái này được, hỏi ông lấy cái này luôn nè. Ừ, được lấy luôn. Hư hao dễ gì hư nữa. Này trên 20 năm thì Minh ra đụng mẹ lấy cái má. Thì đen Minh ra tôi đón Minh nè. Trời ơi. Ê, Minh hả? Ừ. Về đâu về cái mấy tôi đâu về đâu. Tôi chuyển hết. Ôi tôi chơi thắng rồi. Tôi vô lạc ở Mỹ đây là